Rồi, xin chào quý vị và các bạn nha. Bữa nay mình theo chân em gái miền quê đi bắt cá nha các bạn. Đi mò cá cạn. Xuống mò không? Coi chừng lúng dưới đó đó. Trời ơi. Bắt được cá không? Bắt được cá không? Máy cắt thì cắt cái khu lúa này xong hết trơn nha các bạn. Máy đang chạy chạy vô. Xe thì đang kéo ha. Mình cũng thấy có đằng kia cũng có thằng anh đang bắt cá đằng kia nữa. Có không? Cá gì? Cá gô hả? Có cá không lên? Có. Đâu cá sao đâu? Cá gô lớn nữa đó hả? Ừ. Mà dài dài lên lên thấy có cá lóc lên. Gô cá lóc nhiều lắm. Bây giờ đắp tác hay là mò? Rồi cái tay bóp 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 luôn. Ở đằng kia cũng có mấy người đằng kia tác đằng kia các bạn. Tát luôn hả? Tát đi, tát đi. Anh đến bắt một xô luôn các bạn. Tát đi, tát đi. Xách cái xô vô à. Còn anh này thì anh ở đây anh mò nha. Còn cái chị gái bên kia đang mò bên kia. Vô đi gái. Hay là vô lấy áo và tay mặc vô, đen da hết trơn rồi, trời ơi. Cá nhiều chứ không anh? Ờ, cũng nhiều mà cá không bự hung. Cá không bự hung. À em thấy con cá lóc kìa kìa, lại bắt đi. Lại bắt đi kìa kìa. Đây 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 nè nè. Nè nè lẹ lên đây nè. Thấy con cá lóc rõ ràng. Đây nè anh, đây 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 nè, đây nè. Thấy không? Để lội lại bắt cá lóc chỗ này các bạn. Đó ờ ờ đó 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 đó. Giờ giờ cá lóc lên em coi coi. Đó. Đó đó. Quá rồi. Coi chừng nó chạy nó chuối là mò khó mò đó. Vậy gì? Ý. Ô được con cá lóc. Cá lóc đồng chính cống luôn nha các bạn. Ui xe kéo bắt cá không? Lúc này xe kéo bắt cá hết nổi. Rồi để mình lại đằng bạn kia quay em gái bắt cá cho các bạn xem ha. Đây, em gái thì mò ở đằng này các bạn. Có không? Cá gô không hả? Đằng kia ta có cá lóc đó nghe. Trời ơi, sao không đổi nón lên gái? Hả? Nhóc tên thì Linh hả? Thấy cái thùng ra trước mặt á. Ừ. Sình xong mình mấy tôi à. Sình đâu, sình sình mới có cá. Sau tay có con lươn nào trồng lên không? Con lươn này có lươn nha. Không tát luôn kìa. Cuốn này hồi lên nổi luôn. Lên nổi không? Đúng rồi. Đằng kia tát luôn rồi các bạn, để mình lại đằng kia. Tát luôn rồi. Có cá không? Thấy thấy tát lên có không? Gì hả? Có cá không? Đem cái thùng ra các bạn. Cá đổ vô trong cái vô cá là đổ vô trong cái nó dính vô trong cái gỗ đó. Đó có cái gồm đó nữa kìa. Nó cá sặc. Chị có xuống bắt cá không? Hả? Không hả? Xuống bắt cá luôn đi. Để coi anh tát cái dũng này để cá nhiều hơn nè.
chơi cây máy thì máy cắt rồi cắt cái lúa này vừa xong thì đang chạy vô các bạn. Nãy bắt được con cá lóc rồi đó. Cá lóc nãy bỏ đâu rồi đại ca? Trong cái lỗ đó kìa hả? Trời ơi, ngồi đầy cái lỗ đó luôn. Cái dũng này cá rất là nhiều các bạn, ụt nheo con cho dưới đây nè. Ngay chân chỗ này cái sòng bơm nước của ta, bởi vì chỗ này nó hơi sâu, cá nó dồn về đây. Cá này, cái này đem về mình kho mần ra rồi cắt đầu kho quéo ha. Kho quéo thì nhức nách luôn. Nó cũng giòn. Để gọng vài bữa chiên xù ăn cũng ngon vậy. Cá thao kìa, cá thao kìa. Cá ở đây nhiều lắm rồi sao á. Đây nè, anh này cũng đây cũng ngò luôn nha. Có không anh? Có. Có hả? Cá gì? Cá rô. Cá rô hả? Còn chị gái này. Có cá không chị? Cá rô hả? Đó đó đó, cá gì vậy? Cá mà không có mà nó nó chọi lên cá chê đó, cá chê đó, cá chê đúng là cá chê đồng luôn ha. Nó nằm, nó nằm ở dưới cái mấy cái bùn bồ dũng 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 sình đó. Tắt dài xô nó đi. Nó. Dài xô nữa, dài xô nó mò được rồi. Cá lú nhóc trời kìa. Cá lú nhóc trời. Chứ tắt gì nữa. Hồi nó nắng lên là nó quà, nó quà là nó mất nữa. Tắt là có cá văng lên đây luôn đó. Cá không hả? Bắt cá vậy, cá nó văng đó kìa. Đây chị gái bắt được cá lóc nè các bạn. Cá lóc này đúng là cá lóc đồng luôn ha. Ôi trong đây trong số có cá lóc cá rô nè. Rồi thôi đủ ăn luôn rồi. Đây ta già ta gà nhóc quá trời. Không đắt sâu lên nó không có chảy. Chị dữ rồi, chị dữ rồi. Đây chị ra bắt cá luôn hả chị? Thôi thôi. Cá rô trong xô nó bò nhóc hết trơn các bạn. Dưới đây xèo con dưới đây dân. Thôi rồi, bộ dữ lắm hay sao?
Vớt qua cái quần nó thấy gì đâu, sình nó đóng vô trong đó quá trời. Con cá gì bự nè? Ai con cá gì trong đây nè? Ồ má, cái hầm này chỗ này là cá nhiều nè. Bị vì chỗ này cái sông bơm nước nè, nó cái nó sâu. Chỗ này có. Trời ơi con bé này hang xe nó đen luôn rồi, nó thành nó là ê, da đen luôn. Quay lại đúng là người nghe mặt mà. Da thành người da đen luôn. Bắt mẹ đi xương xương rồi lên qua. Ai cái con cá gì đây đây nè, cá nó trồi lên nè, lại lại bắt đi. Cá chê. Nó trồi lên nè, nó ngọt đó. Vô một con cá chê trắng. Không. Cá nãy giờ anh tát anh bỏ vô cái lỗ đó đó các bạn. Cá thì cũng khá là nhiều ha. Rồi sao muốn vô tóc mau là vô cái gì? À, Mai Bằng Tây Quê. Mai Bằng Tây Quê hả? Ờ, Mai Bằng Tây Quê là vô là có liền. Coi khán giả trên đó đứng coi quá trời luôn kìa các bạn. Đập xuống đi, để nó đen quá luôn. Nè đứng con rồi nè. Dạ. Ừ. Chứ con không ăn người nữa, hai con. Đảo quá đảo. Tát cái nữa đi cho nó khô đi dễ mò. Rồi bắt nhiêu được rồi, vô chiến xù được rồi. Còn cá nó nhảy ra ngoài giờ nè. Cái này vô mà nướng làm mày 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 mò xếp cái này nè, có một cái vô bự nè. Trên này là nước mắm với mà me là hết nãy ngang. Đó đó đó, cá chê, cá chê, cá chê. Rồi cá chê đó. Cắn lại. Lấy cái gỗ vớt á, lấy gỗ vớt á. Ra ngoài luôn hết gì rồi. Nó. Nó rồi xong phim luôn. Con cái thế thằng con lùn tao be lên cao lên. Con cá gì? Rồi xong luôn, rồi luôn. Chạy mất tiêu luôn. Hai ba con xuống đó rồi đó anh ta. Con bà này ở đâu nữa, có một cá nữa trời. Một cá bắt cá gì đó ẹt mà đi nhảy xuống đó mò. Mò gì đam mê, mò cá mò đam mê luôn kìa. Có thằng Thành vợ ăn đậu luôn. Thằng này mò hồi chút cái quần của ai há, cái quần của ai. Cá vừa bắt lia chia hết trơn trời. Tát cái nữa, tát nó hắt qua bên kia kìa. Nước nó chảy xuống. Không có hắt qua bên đó đó. Hắt qua bên đó đó. Nãy nhảy hai ba con cá. Không, cá chê khó bắt nó lắm. Bị gì nó đảo tới đâu lui á. Tát thêm mớ nước nữa. Tát vô cái họng cống đó được không? Vậy hả? Vậy là đậu ngoại nó cao hơn ha. Nó cá lóc. Rồi được con cá lóc nữa. Nhiêu ạ?
ba chục cam mà cam nhiêu hả? Rồi rồi đó đây. Thằng này có cá lóc nhiều các bạn. Có cái chiếc nhạc quay nhận không? Bà giao để đâu hả? Chiếc nhạc còn có ba canh không nữa phải không? Đợi để ông chủ nói ông chủ. Quá cá rồi. Lấy cái gỗ vớt á anh, lấy cái gỗ vớt á, xúc á. Thôi. Ở đó đây chút xíu đi về ăn mẹ rửa giò luôn. Ở sau kìa, ở sau là đầu lấy gỗ vớt thử coi. Ở sau lưng anh kìa. Kìa lấy gỗ vớt á, vớt đại thử coi. Ừ vớt gì đó. Ừ, nó. Trời ơi, nó thấy không? Thấy gì chưa? Nó. Cá sặc nhiều các bạn. Nó đưa ba canh dầu rồi đó, với chẹt rồi đó nghe anh em. Rồi rồi. Đó còn cái gì đưa cái tiền. Đèn con đó còn đưa cái tiền. Lấy cái gỗ vớt vô dần vào cái miệng họng, cái họng thùng kìa, cái họng thùng cái. Luôn cái sạc không, đặc biệt nhất là nhiều cái sạc nhiều. Cùng đi bắt cá. Bắt cá lóc đi, bắt cá lóc đi. Cởi quần ra mà. Cá chè mình đó, cá chè. Đây cá lóc đây. Cá lóc vô còn cá lóc. Nói YouTube của ông là cái gì qua này? Bắt bên nào? Mai bằng TQ vô. Vô á là YouTube á. Đâu rồi bắt ai luôn. Trời ơi. Ở đâu mà vô thùng nó nhóc trơn vậy? Dài cái thùng ra hồi xuống. Quay chỗ này chỗ kia, quay gì cứ thao cá không ông cứu đội, quay ngay nó kìa. Có cá quay cá. Cái này kiếm ở trời bên YouTube hay là kiếm bên ấy? Kìa kìa cá chuột kìa. Đâu đâu? Đâu? Đó đùi vô, đùi vô, vô đó. Vô. Không vô, không vô, vô cá sặc không. Một thao luôn rồi các bạn. Cái này mà rửa ra rồi cá ngon ngon không đó nha. Đã hú dữ rồi kìa, lên tắm rửa cái nữa là ông mà ấy luôn đó. Bà con luôn. Cá chê cũng nhiều ha, cá thấy vòng vòng với cá lóc, cá chê cũng có ký lô á. Ký gì, cá ký, ký trên ký. Nãy có con. Con nghĩ đi mẹ ơi, ăn không hết đâu. Ăn không hết đâu, bỏ mà nó cũng chết khô vậy à. Ngay chân nước thùng là ngay chân nước thùng hai ba con cá chê ngớp ngớp kìa. Kìa. Rồi. Chị đó kêu anh này lên luôn. Rồi kìa, ba lên. Lên. Lại đây nè, lẹ lên đây nè. Đấy, chỗ này bắt nhóc hết trơn nè. Đấy mẹ lên, ông mẹ cứ dò được chứ. Lên. Rồi lên đi. Tiếc, còn tiếc cái nữa. Ô cá chê. Hai ba con. Ủa, thốt cá con rồi kìa. Thôi bỏ đi trời ơi. Dạ em ơi. Thốt con rồi. Chị gái này chị non kêu lên dữ rồi. Ông Sái lên cho. Lên. Kìa, ông Sái đi với ai nữa? Đi với ông Huy. Huy hả? Huy. Đi với ai nữa? Với hai chồng nó, với Huy với tài xế. Đừng cá chơi. Cá chơi hoài. Người ta cứ sẵn lên rồi cá chơi. Chơi nè. Đây này nó đụng má nó gặp nó ở đây nó tối ngày ở đây luôn. Oh. Mời cá ha. Đi lên chỗ nhậu xô xô cái đi về. Thôi thôi. Rồi ốc cổ vô luôn đi. Lên. Lên. Bỏ đi trời ơi.
đi lại đây đây nè, hồi để nước nó dồn lại một đống luôn nè, người ta bỏ rồi nè. Rồi anh này anh lên rồi các bạn, chắc kêu cái chị nãy đằng kia lại đây, thằng này bắt chứ, anh đem lên hết nổi luôn kìa. Bắt chút xíu ăn 3 ngày ha. Đằng này cũng đắp tác nữa nè các bạn. Có hồi nãy giờ bắt được nhiều không? Được đâu nữa, xô gì? Đằng kia giờ leo lên đây cho thằng này nó bắt ở đây đi, đi đằng đẵng mò đằng đẵng này, tao người ta bỏ kìa, nó khúc nó cạn rồi kìa. Mình cá này nhóc thiệt, cá này nhóc nhiều hơn cá đẵng luôn. Nó đụng liền tay luôn á má. Gì hả? Ê, cái gỗ nhỏ đâu vậy? Cái gỗ nhỏ nào, quà đưa đi cái quà. Rồi mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Để lên đưa đây.